Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy ngày 11 tháng 11 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Khai mạc kỳ thi kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2017. Cột điện chắn đường gây cản trở giao thông ở xã Tây Phong, huyện Tiền Hải. Mạnh tay hơn với hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trường Đại học Thái Bình đã diễn ra kỳ thi kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước tỉnh Thái Bình năm 2017. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh dự lễ khai mạc kỳ thi. Kỳ thi kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước năm nay có 1.384 thí sinh dự thi, trong đó đối tượng 1 gồm cán bộ công chức viên chức trong nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Nguồn quy hoạch các chức danh diện Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh quản lý là 502 người. Đối tượng 2 gồm cán bộ công chức viên chức, trong nguồn quy hoạch chức danh trưởng phòng và tương đương là 882 người. Phát biểu tại lễ khai mạc kỳ thi, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc tổ chức thi kiến thức xây dựng Đảng và quản lý nhà nước nhằm cập nhật bổ sung nâng cao trình độ kiến thức cho đội ngũ cán bộ công chức. Kết quả thi là một trong các tiêu chí để đánh giá cán bộ công chức, là một trong những căn cứ để thực hiện quy trình tuyển chọn cán bộ lãnh đạo quản lý. Đồng chí đề nghị hội đồng thi phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và các ban, tổ giúp việc, thực hiện tốt việc tổ chức thi và chấm thi, bảo đảm đúng nội quy, quy chế thi và chúc các thí sinh dự thi bình tĩnh tự tin, nắm vững các yêu cầu đề thi để hoàn thành tốt bài thi của mình. Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đến năm 2019, nước ta sẽ sản xuất và chủ động việc cung cấp nguồn tôm giống bố mẹ chất lượng cao. Với nguồn giống chất lượng này thì ngư dân trong tỉnh Thái Bình sẽ yên tâm hơn khi sản xuất. Bên cạnh việc ngăn chặn nạn bơm chích tạp chất vào tôm, một trong những nỗ lực nhằm nâng cao chất lượng tôm nước ta là trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tự sản xuất tôm giống bố mẹ thay vì phải nhập mỗi năm 250.000 con tôm giống bố mẹ từ Mỹ, Thái Lan như trước đây. Việc chủ động nguồn tôm giống chất lượng tại chỗ cho người nuôi giúp truy xuất nguồn gốc và nâng cao chất lượng, tiến tới xây dựng thương hiệu quốc gia cho tôm Việt Nam. Trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn từ nguồn nguyên liệu đầu vào đến thị trường tiêu thụ, thì nhà máy gạch men Mikado thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng, khu công nghiệp Tiền Hải đã năng động tìm kiếm được thị trường để mạnh xuất khẩu. Đến hết tháng 10 năm 2017, doanh thu của công ty đạt trên 350 tỷ đồng. Nhờ chủ động khắc phục khó khăn về nguồn nguyên liệu đầu vào, bố trí ca kíp sản xuất hợp lý, triệt để tiết kiệm nhiên liệu, hạ giá thành sản phẩm nên sản xuất kinh doanh của nhà máy gạch men Mikado vẫn duy trì ổn định. 10 tháng năm 2017, nhà máy gạch men Mikado thuộc Công ty Cổ phần Kỹ thương Thiên Hoàng, khu công nghiệp Tiền Hải đã sản xuất và cung ứng ra thị trường gần 7 triệu mét vuông sản phẩm gạch men ốp lát các loại, đạt doanh thu trên 350 tỷ đồng, trong đó 40% sản phẩm gạch men của nhà máy được xuất khẩu đi thị trường các nước thuộc khu vực ASEAN, Trung Đông và một số nước châu Âu, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 4,5 triệu đô la Mỹ. Nhà máy thu hút và tạo việc làm cho trên 600 lao động với mức thu nhập bình quân trên 4 triệu đồng một người một tháng. Hầu hết các lao động làm việc ổn định tại công ty được tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Những ngày này, cán bộ, công nhân viên của nhà máy đang nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đạt doanh thu cả năm trên 400 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Sinh học Hà Nội tổ chức tập huấn cho 50 xã viên Hợp tác xã Nam Cường, huyện Tiền Hải về kỹ thuật sản xuất giá thể mạ khay dành cho cấy máy. Việc sản xuất giá thể mạ khay hiện nay sẽ là tận dụng rơm rạ vụ trước biến thành chế phẩm sinh học để sản xuất mạ khay cho cây máy, nhằm mang đến cây lúa khỏe mạnh, ít sâu bệnh, giảm chi phí sản xuất, giảm nhân công mà vẫn có thể nâng cao năng suất. Xã Nam Cường hiện có 73,5 ha diện tích cây lúa. Vụ mùa năm 2017, xã có khoảng 5,5 ha được cấy bằng máy, kết quả cho năng suất cao hơn cấy bằng tay, đồng thời hạn chế sâu bệnh phát sinh. Với mục tiêu vụ xuân năm 2018 nâng diện tích cây máy lên hơn 30 ha, việc sản xuất giá thể mạ khay được xem là vấn đề quyết định đến cả quy trình sản xuất. Buổi tập huấn sẽ trang bị thêm kiến thức cho người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất giá thể mạ khay hiệu quả nhằm nâng cao năng suất trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, đã nhiều năm nay trên tuyến đường 221B đoạn qua xã Tây Phong, huyện Tiền Hải có hàng chục cột điện, cột viễn thông nằm giữa đường gây cản trở giao thông. Mặc dù cử tri nơi đây đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Tuyến đường thôn Riêm Trì, xã Tây Phong, huyện Tiền Hải. Cột điện lực, cột viễn thông nối đuôi nhau nằm ngay trên đường đi của người dân. Một số cột điện đã được thay thế nhưng lại không di chuyển sát vào phía mép đường, thậm chí nền của cột điện cũ vẫn còn nguyên như thế này. Đi lại là dân rất là bức xúc về những việc này, mà xe cộ thì đi lại nhiều, nhất là sáng ngày ra các cháu đi học. Có mỗi cái tuyến đường Tây Phong này là hơn 20 cái cột điện nằm như thế kia kìa, mà nằm ngay bên ngoài, mà nhiều khi là xe cộ là đi lại là nhiều khi các ông 50-60 tuổi mắt kém là đi là không quan sát kỹ là hay đâm vào đấy, cho nên là tôi đề nghị cấp trên là cho gọn vào cho bà con. Tuyến đường 221B hay còn gọi là đường DH30 đi qua địa phận xã Tây Phong với chiều dài hơn 4 km. Năm 2013, tuyến đường này đã được đầu tư kinh phí nâng cấp làm mới, nhưng các cột điện thì vẫn không được di rời, cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Vì ngành điện và chính quyền địa phương chưa tìm ra được phương án chung, nên những cột điện này vẫn nằm trơ trơ nhiều năm qua. Mặc cho tai nạn chết người, an toàn giao thông bị đe dọa và mỹ quan nông thôn mới bị ảnh hưởng. Chương trình thời sự sẽ tiếp tục với các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh cho học sinh, tạo cho các em sân chơi lý thú và giúp các em học sinh tự tin và thêm yêu thích môn tiếng Anh, Cục Trường Trung học Cơ sở Trần Phú, Tiền Phong, Đông Thọ, Đông Hòa và Trung học Cơ sở Lương Thế Vinh, thành phố Thái Bình tổ chức Festival Tiếng Anh thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh. Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung cùng với phần diễn xuất hay trên sân khấu, các em học sinh của năm đội không chỉ thể hiện khả năng nói chuẩn, nói hay tiếng Anh mà còn bộc lộ tài năng diễn xuất, sự dí dỏm qua những bài hát, câu vè, vở kịch, điệu múa. Cuộc thi được tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu học tập cho học sinh, đồng thời tìm kiếm phát hiện những học sinh giỏi tiếng Anh, rèn luyện cho học sinh kỹ năng nghe, nói, hiểu thông qua sân chơi, học mà chơi, chơi mà học. Đặc biệt, thông qua cuộc thi giúp các nhà trường phát triển công tác dạy và học ngoại ngữ theo mục tiêu của đề án ngoại ngữ quốc gia đến năm 2020. Là nơi dạy chữ, dạy nghề cho 300 học sinh là người khuyết tật, con em gia đình chính sách, học sinh đến tuổi lao động có nhu cầu học nghề mỗi năm. Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình được Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lựa chọn là một trong 3 trường khuyết tật của cả nước được đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng thành đơn vị trọng điểm phía Bắc. Những năm gần đây, Trường Trung cấp nghề cho người khuyết tật Thái Bình đã xây dựng chương trình dạy chữ, dạy nghề cho người khuyết tật theo hướng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo ở cả 7 khoa chuyên môn, trong đó có chuyên khoa văn hóa chuyên biệt cho trẻ khiếm thính. Đào tạo 5 nghề cơ bản, đó là điện tử, cơ khí, may mộc và kế toán. Hàng năm, nhà trường có trên 1.000 học sinh theo học, bao gồm cả học sinh khuyết tật và học sinh trung học phổ thông hệ giáo dục thường xuyên. Với việc mở rộng liên kết đào tạo với các trường đại học, cao đẳng, trung học dạy nghề trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, nên gần 300 học sinh tốt nghiệp mỗi năm của nhà trường đều có việc làm và thu nhập ổn định. Trường được Tổng cục Dạy nghề, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lựa chọn là một trong 3 trường khuyết tật của cả nước được đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng thành đơn vị trọng điểm phía Bắc. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài với số tiền không nhỏ, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện. Do vậy, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh tình trạng này. Nhiều trường hợp mặc dù cơ quan bảo hiểm xã hội đã áp dụng các biện pháp bắt buộc như tạm thời không giải quyết chế độ, không chốt sổ, không cho gia hạn thẻ bảo hiểm y tế, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình chây ý. Trong khi đó, hiện nay, việc xử lý đối với tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp thường chỉ dừng lại ở mức độ xử phạt vi phạm hành chính. Vì vậy mà nhiều doanh nghiệp nhận luật. Tuy nhiên, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, được kỳ vọng sẽ chấn chỉnh tình trạng này. Theo đó, người sử dụng lao động trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho người lao động hoặc đóng không đầy đủ từ 6 tháng trở lên, ngoài việc bị phạt hành chính, sẽ còn bị phạt tiền 50 đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
Báo cáo mới được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố cho thấy nguyên nhân của tình trạng ô nhiễm không khí ở các đô thị là do bụi mịn. Bụi mịn là những hạt bụi nhỏ li ti mà mắt thường không nhìn thấy. Theo các chuyên gia, bụi mịn phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu và từ các phương tiện giao thông. Tại các đô thị hiện nay, nồng độ bụi mịn và siêu mịn đang vượt tiêu chuẩn cho phép của Tổ chức Y tế Thế giới. Đặc biệt, tại một số nút giao thông, công trình đang xây dựng, tỷ lệ bụi cao gấp 5 đến 6 lần. Bụi mịn có thể đi sâu vào phế nang, gây viêm nhiễm đường hô hấp và làm tăng nguy cơ tử vong. Nhiều chuyên gia cảnh báo, nếu không có các giải pháp hiệu quả để kiểm soát nguồn phát sinh bụi mịn, thì vào năm 2020, các trường hợp bệnh tật liên quan đến ô nhiễm không khí sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, việc đầu tư công trình nước sạch cho các xã ven biển gặp rất nhiều khó khăn, từ nguồn nước đầu vào, quy trình xử lý nước phức tạp hơn, chi phí cao hơn, hệ thống đường ống dàn trải. Nhưng cũng chính tại đây thì nhu cầu nước sạch của người dân trở nên cấp thiết bởi họ hiểu rõ lợi ích của nước sạch với đời sống. Để đáp ứng được nhu cầu đó, xã Thái Học, huyện Thái Thụy đã có nhiều giải pháp cụ thể và đã thu được những thành công ban đầu. Mới cách đây một năm thôi, nước mưa còn là nguồn nước chính trong sinh hoạt hàng ngày của gia đình ông Bùi Kim Thoa, thôn Đông, xã Thái Học, bởi nguồn nước giếng khoan không đảm bảo. Từ khi có nước sạch, ông Khoa là một trong những hộ đầu tiên đăng ký sử dụng. Gia đình ông cũng mạnh dạn đầu tư xây lại bếp và các công trình vệ sinh để nâng cao chất lượng sống của gia đình. Có nước sạch mà dùng là quá tốt, cho nên là từ ngày chúng tôi dùng nước sạch đến giờ là hoàn toàn an toàn. Tắm thường bằng nước sạch, mà ăn uống bằng nước sạch. Tôi chưa phát hiện có vấn đề gì trong nước sạch cả. Khi có dự án đầu tư công trình nước sạch về địa phương, cấp ủy chính quyền cùng các tổ chức đoàn thể chính trị trong xã Thái Học tích cực vào cuộc vận động tuyên truyền tới người dân. Bởi địa phương xác định nếu trông chờ vào nguồn ngân sách nhà nước đầu tư để xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn, thì có thể vài chục năm sau, nhân dân địa phương mới có cơ hội sử dụng nước sạch. Chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn của tỉnh thực sự là chìa khóa gỡ khó cho địa phương. Sau một năm triển khai thực hiện, đến thời điểm này, xã Thái Học có khoảng 90% số hộ dân đăng ký sử dụng, trong đó tỷ lệ đấu nối hơn 65%. Thì Hội Cựu chiến binh xã Thái Học đã tổ chức tuyên truyền vận động cho hội viên và cho đến nay thì hội viên cựu chiến binh xã Thái Học đã sử dụng nước sạch là gần 90%. Và đồng thời ngoài vấn đề thực hiện và động viên gia đình hội viên và nhân dân trong toàn xã để thực hiện cái chủ trương vấn đề sử dụng nước sạch. Sau khi có cái kết quả kiểm định của Trung tâm Y tế Dự phòng thì chúng tôi đã cho thông báo công khai trên hệ thống truyền thanh. Thì phải nói là nhân dân rất là phấn khởi. Trong thời gian tới sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân là khắc phục mọi khó khăn để chúng ta làm sao cái tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 100%. Song song với công tác vận động tuyên truyền, xã Thái Học, huyện Thái Thụy phối hợp với nhà máy nước để theo dõi, giám sát chất lượng nước, bảo đảm quy định về giá, các dịch vụ ổn định cung cấp cho nhân dân, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% dân số sử dụng nước sạch trong thời gian sớm nhất. Sau đây là tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 13. Tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 13, hồi 16 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 410 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 11, vùng gió mạnh trên cấp 6, gió giật mạnh trên cấp 9 có bán kính khoảng 150 km. Tính từ vùng tâm bão, dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Đến 16 giờ ngày 12 tháng 11, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông mạnh. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11, biển động mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, từ vĩ tuyến 15,5 đến 19,0 độ Vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Sau đây là công điện khẩn số 29 của Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, điện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp các ngành.
1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, khẩn trương thông báo trên các phương tiện thông tin đến các cấp chính quyền và người dân, các chủ hộ có lồng bè nuôi trồng thủy hải sản trên sông, ven biển biết diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh. 2. Tổ chức thông báo, kiểm đếm, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền và thường xuyên giữ liên lạc với các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, cường độ và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm và khẩn trương vào nơi tránh trú an toàn. 3. Đóng các cống tưới, mở các cống tiêu, chuẩn bị phương án tiêu úng để phòng mưa lớn, gây ngập hoa màu, bảo vệ sản xuất vụ đông, các khu vực trũng thấp, kiểm tra đôn đốc việc cắt tỉa cành cây lớn, chằng chống cây cối, nhà cửa, kho tàng, trường học, bệnh viện, các lồng bè, trang trại nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản ở ven sông ven biển, khẩn trương giải phóng các vật liệu hàng hóa có tải trọng lớn trên các triền đê phía sông, các lồng bè trái phép không trong quy hoạch, các loại vật cản trên sông, trên hệ thống mương tiêu. Nếu để xảy ra sự cố đê điều cản trở dòng chảy thoát lũ, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật. 4. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát và khẩn trương xử lý những sự cố hư hỏng của đê kè cống do bão số 10 và đợt mưa lũ vừa qua gây ra để kịp thời ứng phó với bão số 13, đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện theo phương án đã phê duyệt tại các trọng điểm xung yếu đê kè cống để kịp thời xử lý khi sự cố xảy ra theo phương châm 4 tại chỗ. 5. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu, tổ chức trực ban nghiêm túc theo quy định, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Trưởng ban Nguyễn Hồng Diên đã ký. Hết công điện. Chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự trên trang web thaibinhtv.vn hoặc trên trang fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.